phân à, à, à. Lòng lầu 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 tàu chi châu phó chú cô chi mò chi mò 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 cô vô 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 hô 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 đà đi đà đà chi cô chà bay số 7 con số 7 yeah. Nhà gì đâu lao vậy. Hành trình tiếp theo sẽ là gì đây? Chúng tôi cũng rất là nóng lòng để biết được cái địa điểm tiếp theo có thể thực hiện thử thách gì. Ôi, thật nóng lòng quá. Vì thế chúng tôi xin phép quảng cáo vài phút, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. MC mày dấp quá à. Bây giờ muốn chương trình cắt hết cũng Quy. Không những chương trình này mà những chương trình mà tôi Quy tham gia cắt hết đi. Cắt hết đi, cắt hết đi, cắt hết đi. Vậy vậy? Em các anh quá. Sao các anh? Dạ, anh bị dấp quá. Em nói lại câu không dấp rồi. Em nói lại đi. Câu gì? Đó, cảm ơn quý vị hãy xem tiếp phần tiếp theo trong chương trình 2 ngày 1 đêm. Và bây giờ chúng tôi xin ngu, xin ngu. Các em, tôi đề nghị các nhà đài hãy hợp tác với Lâm để mình có thể có nhiều cái câu chuyện nhiều hơn. Ừ. Đúng không? Ok, mình yêu thương nhau. Yêu thương nhau đi. Anh em sơ hở cái rồi. Ê, vậy lỡ rồi giờ mình chơi là chơi tập làm MC đi. Yeah. Em ngu nhất chương trình đó. Không, anh sẽ ra chủ đề cho mỗi người. Ok. Ok. Anh nói câu đi tụi em. À, bài chương trình gì? Rất bang, MC đám cưới. Trời ơi. À, khó vậy. Ở giờ khó. MC đám cưới làm sao anh? Thì đó, vậy là mời giúp em, cứu em. Rồi trong thân. Ờ, thưa quý vị bạn, trải qua biết bao nhiêu khó khăn cực khổ thì ngày hôm nay cô dâu chú Rê đã bến bờ hạnh phúc. Chú Rê là gì? Chú Rê nó nhanh quá. Kính thưa quý vị quan khách, ngày hôm nay cô dâu chú Rê Ngô Kiến Huy và Trương Giang đã đến được bến bờ hạnh phúc sau bao nhiêu khó khăn và cực khổ. Khó khăn và cực khổ, đời núi chập dùng mưa phùn đầy lầu. Đúng, vậy bây giờ chúng ta cùng hướng mắt về cổng chính. Và bây giờ chúng ta cùng hướng mắt về cổng chính. Và đón chào Tân Gia Nhân và Tân Nương ngày hôm nay. Và đón chào Tân Gia Nhân và Tân Nương ngày hôm nay. Đợi đi mà, đợi đi, đợi đi. Tàng 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 tàng. Và giờ tôi xin hát một bài. Cô dâu chú rể làm bể bình bông. Ủa? Cái đối tượng tôi rất là bị đồng khác đất MC đó. Ủa nhà đúng rồi, ngồi sông băng đi nói công trang núi Sơn hay bằng. Dạ, công bây giờ mời sông thân. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Và bây giờ thì cá không xin... ăn muối cá ơn. Cá không ăn muối cá ơn. Con cải cha mẹ chăm đường con hương. Và bây giờ thì mời Tân Lan và Tân Gia Nhân hãy cùng nhau nâng ly rượu. Ủa, mới là công cha phải mời cha mẹ rồi đó. Không, lúc mà em nói là cha mẹ tự biết bước lên rồi, em có dặn trước. Ủa rồi, tới đâu rồi? Rồi, cắt bánh nè, cắt bánh nè. Rồi, bây giờ xin mời Tân Lan hãy cắt bánh. Đồng thời cùng nhau cắt bánh miếng này, cùng nhau lấy cùng nhau cắt miếng bánh này, cùng nhau cắt miếng bánh này. Cắt cho một lát. Bày hầy cái bánh, bày hầy cái bánh. Chết rồi. Em làm miếng quỷ hoại không phải quá vậy. Em biết rồi, em biết rồi. Em thua. Làm đi. Tưởng đi, tưởng đi. Em là gì nè? Tưởng hả? Tưởng MC đúng không? MC gì ta? Em sẽ hỗ trợ. Em sẽ em dỗ đi anh. Dỗ là MC. Có luôn. Em sẽ hỗ trợ đi. Em sẽ hỗ trợ hả? Em sẽ hỗ trợ là phải hai người đi. Đúng rồi, hai người. Xong tấu. Xong MC. Xem MC. Rồi. Thế mày. Cái đầu tiên là chân quất rồi không? Hai trước, em trước đi. Rồi. Thế mày hiện tại. Không. MC lô tô hỗ trợ và gian hàng nha. Ok. Rồi. Thưa quý vị, hiện tại bà con đang ngoài sân bãi nhanh tay lẹ chân đến với chúng tôi. Chứ phút nữa thôi thì tất cả nghệ sĩ ngày hôm nay sẽ phục vụ vị. Tặng đến với người đẹp chuyển giới Kiều Minh Tuấn. Bên cái đó là người đẹp chuyển giới Lê Du Lâm đến từ Thái Lan. Với những tiết mục múa lửa, lắc dòng, xiết khỉ cũng như là bikini tối đêm nay. Yeah. Xin mời tất cả mọi người hãy cùng bước vào gian hàng của chúng tôi ạ. À. Gian hàng của chúng tôi gồm cả Lotto. Wow. Lan ơi. Lan ơi, Huệ ơi, đưa hãy tấm vé lên cho bà con cô bác mua đơn kỳ ơi. Trời xanh có mặn có đào, có trai có gái, có mấy em đào chúng em. Thứ về có gọt thì gọt cho trơn, chứ đừng gọt sọc dừa tội chúng em. Ai chưa có tấm thẻ giơ tay lên để chúng em đưa tới. Bé đào ơi, đưa đào ơi, bé đào ơi. Bé mặn ơi, hàng vé thứ năm kìa bé mặn ơi. Thứ về bây giờ chúng ta tập trung vào những con số và dò số
tăng tăng gì tăng 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 Tao tao qua núi ghê cho núi cao 20 sao 20 sao chặt lên chị ơi 20 sao quay đây hết tiếp em ơi 20 sao con số gì ra con số gì ra cờ ra là con mấy gì ra tóc em dài em đi mà trong nắng tóc em ngắn em đi trong mưa tóc em lưa thưa em đi vô là con mấy chị ơi số ba là số ba gạch vô chơi số ba chị ơi mời em gái em bốc ra con số gì đây con số số gì đây cờ ra con mấy con mấy gì đây trao lên bà trao vô mẫu giáo cô thường trao là trao không khóc nhẹ không khóc nhẹ là mẹ lên mẹ lên đây mấy nhà mấy em bà nuôi cây cày là 37 con bà 17 rồi người đẹp biết phan chuẩn bị kêu số con số gì ra trời ơi đang làm quá cái gì ra mà con mấy gì đây bà giờ bà gì đã hát đại má chồng toàn má chồng toàn má chồng toàn những cây má chồng toàn những cây dễ thương má trồng toàn những cây dễ thương nào là ta là đâu là vua con ba chồng toàn cây dễ sợ cây xù xì cây lại có gai 32 Cô Kinh Quy sẽ tiếp nối với những con số của chúng ta xin mời người đẹp Ngô Kinh Quy tiết tấu đi người đẹp ơi có cái gì tâm cảm người đẹp Ngô Kiến Quy vừa mổ trái cổ cho nên hát hơi chậm Quy ơi tiết tấu lên em ơi con số là gì ra là con mấy gì ra con mấy gì ra con mấy gì ra hôm nay em đi lên lên cái bài đầu em ra chợ sớm em đi chợ sớm hôm nay em đi chợ sớm tìm mua một con cá lóc mang về mà nấu canh chua ma nấu canh chua dạ thay mặt trưởng đoàn chúng tôi xin phép cho người đẹp Ngô Kiến Quy nghỉ việc ạ bây giờ chúng ta đến với người đẹp Trường Giang hai em ạ Con số gì ra tôi ơi chân đến coi gót con đai lồn đêm bóng mơ nhạt nhòa hồn lắng tâm tư đi vào xì vàng đường tiền không chung lối ăn tối tiếc cho nhau con số sau hay quá con số sau hoàng phi hồng Hoàng Phi Hồng tập 1 Hoàng Phi Hồng tập 3 Hoàng Phi Hồng tầng 1 Đoàn ra số mấy? Là con số 1 mà con số 1 mời em lòng phân lòng lầu 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 tàu chi châu phó chú tàu chi mò chi mò 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 cô ua 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 hồ hồ đà đi đà đà chi cô trà bay con số bảy nhạc gì tàu lao vậy vô rất pha mưa rồi đoàn cho em xin phép nghỉ đêm nay à cảm ơn chị rất nhiều à mình xé vé giùm cho em luôn đi à Trời ơi, cũng 1, 2, 3, 4, 5 5 máy luôn Ok 5 máy luôn Quay gì quay dữ vậy không biết Quay ngày quay đêm đứng vậy hoài luôn Hả? Thiệt á Thôi về ngủ đi mấy đứa Về nói chuyện với vợ con mấy đứa ngủ đi Tôi chưa được nói chuyện với vợ con tôi luôn Mát mẻ quá Con tôi nhìn này nó cũng ngủ mất tiêu rồi Con tôi là nó ngủ sớm 8:30 là nó lên nó ngủ rồi Ngủ lên sáng còn đi học Vợ tôi thì ôm con tôi ngủ nên cũng ngủ luôn Còn tôi thì đi làm Kiếm tiền mua sữa cho con Cái gì vậy trời, sao nãy giờ gì? Sao lẩm bẩm lẩm bẩm vậy? Trời ơi, cái gì vậy? Già khó ngủ Nhất nhớ con Nhớ con
Em đói hả? Sao nghe cái ọt vậy? Con anh nó mới có 3 tuổi rưỡi thôi. Mà một con anh ngủ phòng riêng. Mà bữa tối mình ngủ trong sáng 4 giờ mình ra sân bay bay á, là ngày hôm đó nó 3 tí hay tối 3 tí ngủ với con đi. Biết luôn. Biết anh đi xa. Nó 3 tí con mới ngủ với 3 tí. Mà thường ngày là ngủ một mình anh ha. Thường ngày ngủ phòng riêng. À. Mà tại mẹ hôm đó mẹ cũng đi Thái Lan rồi. Bạch tí ơi. Chết rớt luôn. Con luôn ngủ với Bạch tí. Thương quá. Trong cái nó biết mình sắp đi nguyên ngày đó nó. Bạch tí chơi với con đi. Bạch tí chơi với con. Tội nghiệp ha. Mà nó hiền, nó hiền gái mà. Nó đâu có quậy con trai tên anh men gái lắm. Vậy nó là hiền. Cái nết nó giống bé Phương. Cái nết nó hiền lành mà nó không có ác. Kiểm nó, không anh phải. Ý là nữ á. Nó dịu hiền lắm. Dịu hiền đó. Nhìn mỏng manh á. Ủa sao đội bên kia ồ quá gì? Thì họ vui cho bớt nỗi buồn mà. Em cũng nhớ vợ nhớ con quá. Có con hả? Con chó. À có con chó à. Chó dễ thương. Bữa anh tới qua đó. Con chó bị mõm. Con mõm cưng. Mà nó như người vậy đó. Nó cứ ôm ôm ôm. Thì đó bữa anh nội anh Tuấn về thôi đó. Mà nó dí theo nó khóc. Trời ơi. Con dễ lạ lắm anh. Chó mê diễn gì điện ảnh vậy? Trời ơi diễn lắm. Trời ơi. Vợ con rít ôm đó. Nó về. Nó làm thích hả? Không nó thích đó. Làm đúng hả? Nó làm đúng. Nó níu kéo em ở lại á. Nó không biết sủa anh. Nó đi nhõng nhẽo. Sao vậy? Nó cứ thóp xóp. Tất cả diệt Phật. Tắt đèn đi Vũ. Như đèn đây tự động. Phối hợp lại để ghi hình, lấy hình. Mày làm sao mày đến muốn gì? Muốn đi ngủ tắt đèn nè. Để anh. Vâng. Wow. Mệt quá. Hôm nay mệt thiệt chứ hả? Vâng. Sáng nắng ơi là nắng. Tối mưa rồi nè. Chiều hả? Mưa ơi là lạnh. Từ tối chơi tạt nước nữa chứ.